Đẹp thật, đẹp thật, hay quá. Các cô muốn rút lui khỏi cuộc thi thật sao? Đúng vậy, bây giờ chúng tôi không có y phục. Y phục của Như Ý Giáp hiện ở đây. Anh Nhi, tốt quá rồi, y phục được trả về nguyên vẹn. An Nghê thay Nữ Ý Giáp Thiệt cảm ơn Bùi Lang Quân. Trưởng quầy An Nghê, các cô mau chóng chuẩn bị đi. Được, tốt quá rồi. Tiện Tào Ký Giáp Thiệt thiết kế váy vóc đoan trang hoa lệ, dựa theo phong cách của cung đình Đại Đường, khiến người khác mở rộng tầm mắt. Nhưng mà nếu muốn nói thắng thua thì còn hơi sớm, bởi vì lên sân khấu tiếp theo đây là tiệm Như Ý Giáp Thiệt nổi danh khắp nơi. Chúng ta cùng mời trưởng quầy của Như Ý Giáp Thiệt lên sân khấu biểu diễn. Tiệm Như Ý Giáp Thiệt hay lắm. Chuyện đó, sao ngươi nhìn ra được người đó là kẻ lừa đảo vậy? Lúc đó xung quanh có rất nhiều nhà may khác, nhưng người đó chỉ nhắm vào cô. Nói thẳng ra thì do đầu óc cô không nhanh nhạy nên muốn lừa y phục từ tay cô thôi. Cảm ơn nhé. Cô đừng bái phục ta quá. Đừng quên, bây giờ chúng ta vẫn là oan gia đối đầu nhau đấy. Yên tâm đi, là ngươi nợ ta, ta sẽ không quên đâu. Chuyện hôm nay cứ xem như ngươi đã trả được một chút lãi vậy. Thưa các vị cùng ngành, thưa các vị khách quý của Như Ý Giáp Thiệt, chào mọi người, hay. Đây là áo mẫu mà Như Ý Giáp Thiệt chúng tôi thiết kế. Y phục này phỏng theo hình hoa mẫu đơn, vận dụng kỹ thuật nhuộm màu đặc biệt, thiết kế mới lạ, độc đáo, cách may phức tạp tỉ mỉ, nhất định sẽ thể hiện được vẻ đẹp phóng khoáng, hoạt bát của nữ nhân người Hồ, hay. Chiếc váy đó cũng tốn nhiều công sức thêu may, nhưng lại không hoa mỹ đoan trang bằng của Tào Ký chúng tôi. E là khó có thể dùng ở nơi sang trọng được. Nói cũng có lý, đúng vậy. Cô nhìn xem, vẫn là bộ váy này đẹp hơn, đúng vậy. Màu sắc đẹp quá. Tiệm Như Ý Giáp Thiệt biến chiếc váy thành hình dáng của bông hoa quả thật là độc đáo. Chỉ có điều là... Chờ đã. Mặc dù váy của Tào Ký hoa mỹ, nhưng chỉ hợp với nữ nhân Đại Đường uyển chuyển nhu mì mặc. Tính cách của nữ nhân người Hồ lại hoạt bát, yêu thích ca hát. Y phục của tiệm Như Ý Giáp Thiệt chúng tôi đặc biệt thiết kế cho nữ nhân người Hồ. Nói đúng lắm, đúng vậy.
giả dối. Váy có đẹp hay không, nhiều người nhìn thấy như thế sẽ tự có kết luận thôi. Tào trưởng quầy nói hay lắm. Ta và Tào trưởng quầy quả thật nghĩ giống như nhau. Nếu như chiếc váy này để cho nữ nhân người hồ mặc, thì tất nhiên phải được mặc lên người của nữ nhân người hồ thì mới biết được xấu đẹp. Ta sinh ra ở đại đường, lớn lên ở đại đường, trên người lại có huyết thống của người hồ. Hôm nay ta xin tự đề cử mình thử bộ y phục này cho nữ nhân Tây Vực ngưỡng mộ y phục của đại đường. Được, được. Đẹp thật, đẹp thật. Múa đẹp quá đi. Hay lắm, hay lắm. Đẹp quá, hay lắm. Hay lắm. Chúc mừng, chúc mừng, đa tạ, chúc mừng, chúc mừng, đa tạ mọi người, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng A Nghê giành được giải nhất, đa tạ. Trưởng quầy A Nghê, đơn hàng của thương nhân người Hồ nhiều như thế, chắc chắn Nhị Ý Giáp Hiệt sẽ bận rộn. Mong cô chia cho chúng tôi một ít với được được. Chúng ta buôn bán ở chợ Tây Vực đều là hàng xóm láng giềng. Thank you.
An Nhi, cô cũng chưa ngủ à? Ta vừa nghĩ đến dáng vẻ thảm hại của Tào Nương Tử và San Hồ tại đại hội thương nhân hôm nay là không nhịn được cười. Đúng là càng nghĩ càng hả hê. Xem sau này bọn họ còn mặt mũi nào dựa vào danh tiếng của An Đại Gia tiếp tục khoe khoang lừa người không? Đúng. Lưu Ly, y phục hôm nay cô làm đạt được kết quả xuất sắc, những ý giáp thiệt của chúng ta lại giành được toàn thắng. Nhưng sao trông cô lại có nhiều tâm sự vậy? Ta chỉ đang nghĩ có phải ta đã trách nhầm Bùi Hành Kiệm rồi không? Ta cũng cảm thấy hắn không giống là một người xấu. Nếu hắn thực sự là một người tốt, vậy không phải ta trở thành người xấu trách nhầm người tốt sao? Không biết nghĩa phụ và tiểu thuận tử có khỏe không? Một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời như thế, Tôn Đức Thành lại nỡ vứt bỏ, thật khiến người ta đau lòng. Tiểu thuận tử, nghe nói sư phụ ngươi vội vàng phủi sạch quan hệ với ngươi rồi, không quan tâm đến ngươi nữa. Ta vốn dĩ cũng không muốn đi quan tâm một người sắp chết bị vứt ở dịch đình. Nước, người may mắn đấy. Nước, vẫn còn chút giá trị cuối cùng. Nước, nói đi, tiểu đậu tử rốt cuộc trốn ở đâu? Hắn có lai lịch thế nào? Tại sao lại có được tay nghề may vá tốt như vậy? Ta sẽ đi tìm Phan Tần Hải để xin tha cho ngươi, để hắn thả ngươi ra. Thế nào? Tiểu thuận tử, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu ngươi không nắm lấy thì đến âm tàu địa phủ. Nước, ngươi đừng có hối hận. Nước, nước. Động y quan đi rồi. Ngươi nói cái gì? Chắc đại gia cứu tiểu nhân. Chắc đại gia cứu tiểu nhân. Tiểu thuận tử không muốn chết. Nước. Vừa rồi ngươi nói gì? Động y quan đã đi rồi sao? Động y quan đã đi rồi, ra khỏi cung rồi. Hắn đi đâu rồi? Không biết. Tiểu nhân không biết, chỉ biết hắn ra khỏi cung rồi. Nói. Tại sao động y quan lại ra khỏi cung? Hắn làm sao mà ra khỏi cung được? Tiểu nhân chỉ biết hắn muốn ra khỏi cung. Các người nói không thấy động y quan đâu nữa. Tiểu nhân đoán chắc hắn trốn ra khỏi cung rồi. Những chuyện khác tiểu nhân thật sự không biết. Tiểu thuận tử, ngươi và hắn quen biết từ nhỏ. Phụ mẫu hắn là người thế nào? Học may y phục từ đâu? Những cái này chắc ngươi biết rõ nhất chứ. Hắn là cô nhi sư phụ nhặt về từ ngoài cung. Bản thân hắn cũng không biết phụ mẫu là ai. Sao tiểu nhân lại biết được? Còn về làm y phục thì đúng là hắn không có sư phụ mà tự biết. Đúng rồi, đúng rồi. Hắn từng nói với tiểu nhân, hắn xem được từ vật phẩm bồi táng của Phi Tần một quyển bí kíp may y phục. Sau khi xem xong thì đốt hết rồi. Những cái này đều là hắn nói với tiểu nhân. Tiểu nhân không hề được tận mắt thấy.
Người nói đều là sự thật sao? Vâng. Vâng. Tiểu Thuận Tử không muốn chết. Câu nào cũng là thật. Cầu xin chắc đại gia cứu tiểu nhân. Chỉ cần điều ngươi nói là sự thật, ta sẽ tự nghĩ cách để cứu ngươi ra. Động tác nhanh một chút. Nhẹ một chút. Mau lên. Đặt nhẹ nhàng một chút. Mau lên. Mau lên. Tảo Vương ăn gan hùm hay sao? Dám để hàng lậu trong cuộn giấy. Rốt cuộc là thứ bí mật gì lại khiến Tảo Vương hao tốn tâm sức như vậy? Tào Vương đến rồi. Ti chức kết thúc, tham kiến Tào Vương. Đi đường có thuận lợi không? Gặp chút phiền phức, nhưng ti chức đã giải quyết ổn thỏa rồi. Xin Tào Vương yên tâm. Đi. Mau lên. Điện hạ. Ngài xem. Tào Vương sao lại dám lén lút vận chuyển áo giáp, muốn mưu phản sao? Lén lút vận chuyển áo giáp đồng nghĩa với tội mưu phản lớn. Tào Vương muốn làm phản sao? Thái tử cố gắng thúc đẩy cải cách, Tào Vương cố sức phản đối. Không lâu trước đây, Thái tử cố gắng trình lên cách thức cụ thể để cải cách khoa cử, đã thuyết phục được bệ hạ. Bệ hạ hạ chỉ để Thái tử thúc đẩy cải cách. Lẽ nào Tào Vương vì thế lòng sinh bất mãn, thế nên ở vương phủ tích trữ riêng mũ giáp, ý đồ mưu phản? Không nên như vậy. Cải cách khoa cử tuy là chuyện lớn, nhưng cũng không đến mức khiến Tào Vương vì thế làm đến mức này, hành động không tính hậu quả. Nghĩ nhiều vô ích, chúng ta làm sao có thể biết được suy nghĩ của ngài ấy? Dù sao tích trữ mũ giáp, ý đồ mưu phản là cái mà hai chúng ta tận mắt nhìn thấy, là chuyện hoàn toàn chính xác. Tào Vương giỏi mưu tính, biết bè đảng. Trên dưới triều đường có không ít thân tín của ngài ấy. Nếu ngài ấy thật sự có lòng mưu phản thì đại đường đáng lo rồi. Có chút mũ giáp, Tào Vương có thể làm được gì? Không. Không chỉ có mấy xe. Cái gì? Tiếp đây Bộc Châu sẽ còn tiếp tục vận chuyển giấy cuộn cho học trò đến Trường An. Cũng có nghĩa là sẽ còn lượng lớn mũ giáp được bí mật đưa vào phủ Tào Vương. Bùi huynh, chuyện lớn như thế phải lập tức báo lên đại lý tự, nhất định không được bỏ qua.
Thái tử thúc đẩy cải cách, tất sẽ đụng đến lợi ích của rất nhiều hoàng thân quốc thích. Phần lớn những người này dựa vào Tào Vương, trở thành chân tay và tai mắt của Tào Vương. Nhưng ta, huynh, chức quan thấp bé, cho dù có mạo hiểm trình cáo trạng lên, e rằng cáo trạng đó cũng không đến được chỗ thánh thượng. Giữa đường đã bị người ta cản đường rồi. Bùi huynh nói đúng, rõ ràng biết chuyện người ta mưu đồ lại không thể làm gì. Đây cũng không phải việc thần tử nên làm. Chuyện này nhất định phải báo, đừng phải thông qua một người tín nhiệm để đến được tai thánh thượng. Bùi huynh, tại sao không nhờ tôn sư của huynh, Tô Định Phương tướng quân? Ân sư của ta ra ngoài, phải vài ngày nữa mới trở về. Hơn nữa, chuyện này quá nguy hiểm, lỡ không lật đổ được Tào Vương, ta không muốn liên lụy ân sư. Thái tử. Chính là thái tử. Tào Vương mưu nghịch, thứ muốn cướp đương nhiên là ngôi vị chữ quân của thái tử. Chuyện này nên do thái tử truyền đạt đến thánh thượng. Chỉ có làm như thế mới là ổn thỏa nhất. Tại sao ta không nghĩ đến nhỉ? Nhưng với chức quan của ta và huynh, muốn gặp thái tử cũng không dễ. Thế này đi, huynh và ta phân hai đường. Huynh quay về Bộc Châu làm việc như trước, áp tải giấy cuộn, mượn cơ hội thăm dò động thái của Tào Vương. Chuyện này nên bẩm báo với thái tử thế nào thì để ta nghĩ cách. Được. Không ngờ cái tên tiểu đậu tử cũng thật có bản lĩnh, lại tự mình trốn ra khỏi cung. Sư phụ, người dự định làm gì tiếp? Đương nhiên là đem việc tiểu đậu tử tự mình trốn thoát khỏi cung báo lên nội thị viện, để nội thị viện thông báo truy nã. Tuy rằng tiểu đậu tử lấy thân phận y quan phòng dịch ở Bất Lục Viện nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn là hư danh y quan. Chuyện này nếu báo lên thái y viện, có lẽ sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Điều động tiểu đậu tử lại là do Phó Tổng quản Phan Tần Hải của nội thị viện hạ lệnh. Phó Tổng quản Phan Tần Hải lại thu được lợi ích từ ta. Chuyện này phải mời ông ta quản đến cùng. Kỳ lạ, tiểu đậu tử thà tự ý xuất cung cũng không cần đến lợi ích của thượng phục cục. Trong chuyện này nhất định có nguyên do. Tôn Đức Thành chắc chắn biết tiểu đậu tử trốn ở đâu. Thất nương, lập tức đến Bất Lục Viện tìm Ngụy Lâm cho ta, để hắn giám sát nhất cử nhất động của Tôn Đức Thành. Lần này ta nhất định phải làm rõ. Vâng. Mời các vị khách quý vào bên trong. Mời vào trong. Cái này, cả cái này nữa, ta lấy hết, đem đến phủ của ta. Thật là đẹp. Màu này ta cũng rất thích. Mọi người xem thoải mái nhé. Bên trong vẫn còn. Xem kỹ nhé. Hoan nghênh hai vị. Vị này lẽ nào là chủ tiệm, huynh trưởng của Tàu Tàu An Gia? Phu nhân là Cố Địch Diên Trung, là huynh trưởng của ta. Nói ra thì chúng ta cũng là thân thích đấy. Chỉ là sau khi Tàu Tàu đi, hai nhà liền ít qua lại. Tiệm của ông ta cũng thỉnh thoảng ghé thăm, nhưng chỉ gặp được trưởng quầy An Nghi. Hóa ra là Cố Địch phu nhân của phủ đô úy. An mỗ thất lễ rồi. Hôm nay ta đến là muốn gặp nữ họa sư mới đến của tiệm ông. Ngọc Nương, Bát Nương, Thôi Nương Tử nhà ta đều vô cùng khen ngợi tay nghề của cô ấy, cho nên ta muốn mời cô ấy làm cho ta riêng mấy bộ y phục. Người phu nhân nói chắc là họa sư Ngọc Nhi. Tay nghề của Ngọc Nhi quả thực không tồi, chỉ đáng tiếc là cô ấy đã nghỉ việc rồi. An mỗ cũng không biết cô ấy đã đi đâu.
Nữ họa sư vừa đến, làm rất tốt, tại sao lại đi rồi? Ngũ nương xin dừng bước. Ngũ nương xin dừng bước. San hồ không thể gả vào phủ Bùi Đô Úy. Chuyện xảy ra là có nguyên nhân, nhưng chúng ta vẫn là thân thiết. Tại sao ngũ nương có thể không để mặt, không đến tàu khí đặt y phục, lại đến tiệm này chứ? Đinh Ý Giáp Hiệt vốn đã có tiếng, lại thắng ở đại hội chiêu thương, sao ta không đến được? Nói thật ra, An Tứ Nương mới chính là thê của huynh trưởng ta. Vậy Đinh Ý Giáp Hiệt không phải càng thân với ta hơn sao? Ta chỉ là muốn ra sức may áo cho ngũ nương để thể hiện tâm ý. Vừa rồi nhanh miệng nói sai thôi. Ngũ nương thích áo kiểu gì, vào tiệm ta nói. Tào Chí các người mở lâu như vậy, còn treo cờ thợ may đệ nhất thiên hạ, thế mà ở đại hội chiêu thương lại thua A Nghê của Đinh Ý Giáp Hiệt. Giờ đâu còn nhà giàu nào muốn đến tàu ký may áo. À nghe đó, không phải chỉ là nô tỳ thôi sao? Có gì mà ghê gớm chứ? Đều tại kẻ tiện nhân đó giúp đỡ. Sao? Tàu vừa mới nói là muốn nói tới họa sư mới tới của Như Ý Giáp Hiệt sao? Nếu ngũ nương đã chán ghét tàu ký thì ta không miễn cưỡng nữa. Sao cứ nhắc đến nữ họa sư là A Tào lại trốn tránh như vậy? Vừa rồi An Tứ Lang nhắc tới họa sư cũng có vẻ lo lắng. Nghe nói lần này Lưu Ý Giáp Hiệt thắng Tào Ký đều là nhờ một nữ họa sư trẻ. Đúng rồi, hôm đó ta gặp ở nhà cũ An gia rồi, ở cùng với trưởng quầy A Nghê. Lúc đó thấy nàng ta là nữ nhân người Hồ, còn tưởng là thân quyến An gia. Vừa rồi không phải An Tứ Lang nói nữ họa sư đó đã đi rồi sao? Sao lại ở nhà cũ An gia? Lại còn là nữ nhân người Hồ? Chẳng lẽ... Không thể nào. Không thể nào. Cháu gái Lưu Lưu của ta đã chết 11 năm trước rồi. Phu nhân, sao thế? Ta đang nghĩ nữ họa sư này không biết là ai mà che giấu thần bí như vậy. Ta phải đến nhà cũ An gia xem cho ra nhẽ. Cô đợi ta ở đây. Người tiếp theo. Lệnh bài đâu? Ở đây. Chắc là bất cẩn làm mất rồi. Ta ra vào hàng ngày thì vị đại ca chắc hẳn nhận ra ta. Cho ta vào trước đi, ta sẽ tìm quản sự xin bổ sung lại. Không có thẻ thì không được vào cung. Về đi, người tiếp theo. Đại ca. Ra vào hoàng cung phải có lệnh bài của hoàng cung. Lệnh bài này là vật cấm, làm sao mới lấy được đây? Đi đi, người tiếp theo. Truy nã y quan trốn khỏi hoàng cung. Là hắn. Biểu huynh của Ngọc Nhi. Không phải đã chết rồi sao? Phu nhân xin dừng bước. Xin hỏi trưởng quầy A Nghê của Như Ý Giáp Hiệt ở đâu? Không phải A Nghê đó sao? Trưởng quầy A Nghê. Không phải cô lên quầy rồi sao? Sao lại quay lại thế? Mau trốn đi. Cô mẫu cô tới rồi. Cô mẫu ta. Sao lại tới đây? Ngôi nhà lớn như vậy, ta phải trốn đi đâu đây? Ta trốn ra ngoài nhé. Không được, không kịp rồi.
Trường quay anh em mau mở cửa ra. Vừa rồi ta thấy cô rồi, biết cô đang ở nhà. Trường quay anh em, trường quay anh em, trường quay anh em mau mở cửa ra. Không mở cũng không phải là cách. Cô vào trong trốn đi. Ta khuyên bái đi về. Trường quay anh em, được. Mở cửa ra, trường quay anh em. Trường quay anh em, mau mở cửa ra. Trường quay anh em, không phải phu nhân Cố Địch đây sao? Sao phu nhân lại tới đây? Có chuyện gì vậy? Chúng ta ra tiệm nói. Mấy nữ quyến phủ đô úy đều tán thưởng tài năng của nữ họa sư. Ta cũng muốn mời cô ấy làm vài bộ cho ta. Vừa rồi ta ra tiệm tìm cô không có ở đó. Nghe nói cô và nữ họa sư cùng sống ở nhà cũ An Gia. Ta liền tới đây. Phu nhân nói Ngọc Nhi sao? E là phu nhân phải thất vọng rồi. Phu nhân đến muộn rồi. Ngọc Nhi thôi việc đi rồi. Nữ họa sư này giỏi như vậy, lấy được lòng khách, thắng cả đại hội thương nhân. Sao nói đi là đi? Như ý giáp thiệt các cô cũng nỡ thả người ư? Họa sư vốn là người vùng khác, tứ hải là nhà, lang bạt khắp nơi, không muốn ở lâu một chỗ. Dù chúng tôi không nỡ cũng không giữ được. Cô nói vậy, ta muốn hỏi một câu. Nữ họa sư này với An Gia có thân thiết gì chăng? Sao phu nhân lại có nghi vấn này vậy? Họa sư đó không có quan hệ gì với An Gia. Có điều có duyên tiệm chúng tôi thuê thôi. Nếu chỉ quan hệ hời hợt, sao An Gia có thể để cô ấy ở trong nhà cũ này chứ? Trừ phi nữ họa sư này có bí ẩn gì không nói được với ai, nên các người giấu cô ấy còn sợ người khác thấy. Nói không chừng nữ họa sư này ta còn biết đấy. Phu nhân, trưởng quầy A Nghê, không cần khó xử. Phu nhân này nếu đã tò mò về ta như vậy thì gặp thôi, không sao đâu. Phu nhân, trưởng quầy A Nghê, không biết phu nhân đây là Cố Địch phu nhân của phủ Mùi Đô Ý, là khách quý của Như Ý giáp hiệt chúng ta. Đây là tại hạ ở thượng phục cục trong cung, phụ trách thu mua. Nghe nói Như Ý giáp hiệt nổi tiếng, hôm nay ta đến bàn chuyện mua bán. Mua bán trong cung liên quan đến lợi ích nhiều phía, trước khi quyết định bắt buộc phải làm việc kín đáo. Thế nên ta mới đặc biệt dặn dò trưởng quầy A Nghê chớ nên tiết lộ với bên ngoài, tránh rắc rối không đáng có. Trong tiệm người đông đúc phức tạp, bên ngoài lại luôn có tảo ký giáp hiệt nhòm ngó, nên A Nghê mới mong khách quý hạ mình vào trong nhà cũ của chúng tôi. Ai ngờ rằng vừa nãy đang muốn vào trong tiệm lấy một số mẫu vải cho khách quý xem thì lại nhìn thấy phu nhân. A Nghê không hề cố ý muốn tránh phu nhân, chỉ là chuyện này liên quan đến bí mật làm ăn của Như Ý giáp hiệp. Phu nhân lại có quan hệ họ hàng với Tào Ký nên A Nghê mới không thể không làm việc cẩn thận. Nếu làm phu nhân hiểu nhầm, mong phu nhân hãy lượng thứ. Biết nói thế nào đây, suýt nữa ta đã quấy rầy việc kinh doanh của Như Ý giáp hiệp. Trưởng quầy A Nghê, tiệm đang có khách quý, ta cũng còn việc bận. Hôm nay cáo từ tại đây vậy, hôm khác sẽ đến thương lượng chuyện mua bán sau. Hôm nay là do A Nghê bất cẩn, mời quan nhân đi thong thả. Là ta thô lỗ rồi, xin quan nhân đừng trách. Xem đi, 10 đồng một cái, rất rẻ. Hay. Hay.
Hay lắm. Được đấy. Đậu y quan. Hay. Vị quan khách này, ngài muốn mua ngựa sao? Ta muốn mua ngựa. Con ngựa này, ngựa chỗ ta đều là giống tốt từ Tây Vực. Không biết quan khách muốn mua loại ngựa nào mà cứ sờ mãi chân ngựa thế. Ngựa chạy tốt hay không, đương nhiên phải dựa vào chân. Mua ngựa đương nhiên phải xem chân rồi. Cái gì mà xem răng, xem mắt, xem lông đều là vớ vẩn cả. Có phải chọn con nào đẹp đâu. Phiền ông tránh ra một chút. Lần đầu tiên ta thấy mua ngựa như vậy đấy. Thứ ông chưa từng thấy còn có nhiều lắm. Cũng phải. Ta cũng lần đầu được thấy tiểu y quan chết đi sống lại. Chạy đi đâu thế? Bỏ ta ra. Đúng ta làm gì? Đứng im, bỏ ta ra. Đừng động đậy nữa, ta đánh người đấy. Đi. Hai vị quan khách mời vào trong. Trưởng quầy, có phòng trống không? Có. Tầng 2 có một phòng. Tiểu nhị, mau đưa hai vị quan khách lên tầng. Hai vị khách quý mời lên lầu. Ngoan ngoãn đi. Mau lên. Mau đến xem đi. Nào xem đi. Bánh vừa thơm vừa ngọt đây. Quan khách mời dùng. Đa tạ. Ta cảnh cáo ngươi, ta không thích đàn ông đâu. Trông dáng vẻ ngươi có vài phần giống với biểu muội làm họa sư kia. Không chỉ giống vẻ ngoài mà cái tính khí xấu cũng y hệt. May mà Bùi Mỗ trời sinh cảnh giác, ánh mắt tinh tường, vừa nhìn là nhận ra ngay được ngươi. Nếu không, chẳng biết phải gánh tiếng oan bao lâu nữa. Ánh mắt tinh tường. Ta thấy ngươi mù mới đúng. Ngươi nói gì? Nói đi. Tại sao giả chết? Rốt cuộc Ngọc Nhi có biết biểu huynh còn sống không? Tuy ta nhặt được túi đồ của ngươi, nhưng để tránh nghi ngờ nên chưa từng mở ra. Nhưng biểu muội kia của ngươi một mực khăng khăng tiền trong túi đồ đó bị ta lấy mất. Có vẻ như ngày nào còn chưa lấy lại được thì sẽ không tha cho ta ngày ấy. Như vậy xem ra đây là trò hai huynh muội các ngươi đã thông đồng, muốn tìm một kẻ dễ lừa gạt được một món hời đúng không? Ta thấy ngươi hiểu lầm rồi đấy. Ta chẳng qua là một tiểu y quan của Bất Lộc Viện. Vì muốn có tự do nên mới giả vờ trốn trong quan tài, trốn khỏi cung đoàn tụ với biểu muội. Ai biết được ngày đó vừa mới xuất cung thì quan tài bị lật tung. Ta vội vàng chạy trốn, nhất thời bất cẩn làm rơi túi đồ. Trong túi đồ đó thật sự là đựng tiền, là toàn bộ của cải của ta. Ngọc Nhi thấy Bùi Lang Quân nhặt được tay này nên mới đến Tứ Môn Học xin lại.
Không ngờ túi đồ đó bị người ta tráo rồi. Biểu muội chưa từng cầm nó trong tay, nay lại không thấy đâu nữa. Ngọc Nhi đương nhiên sẽ nghĩ là ngươi lấy, một lòng muốn lấy lại mà thôi. Chỉ có điều gì? Chỉ có điều ngươi gặp người mất đồ, không những không trốn mà còn truy cứu không buông. Đúng là không giống hành động của một kẻ trộm. Nay ta cũng nghi ngờ rằng huynh muội ta đã trách nhầm Lang Quân. Nói như vậy cũng coi như ngươi còn có lương tâm. Ta không đổ oan cho người tốt đâu. Nếu đã không thể chắc chắn là do Bùi Lang Quân làm, ta sẽ bảo Ngọc Nhi đến tứ môn học thu hồi cáo trạng, đợi điều tra rõ chân tướng thì mới quyết định. Đa tạ ngươi đã mời ta, chúng ta hẹn gặp lại sau. Đợi đã, chuyện này cứ vậy là xong sao? Ta đã giải thích rõ ràng mọi chuyện rồi mà, cũng đã đồng ý thu hồi cáo trạng, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngại quá, ta đổi ý rồi. Cáo trạng ở tứ môn học thu hồi hay không tùy ngươi, ta không sao cả. Nhưng ngươi phải làm cho ta một việc coi như bù đắp cho việc vu oan ta. Ta chỉ là một nội quan lén trốn khỏi cung thì làm gì được cho ngươi chứ? Cho ta mượn lệnh bài của ngươi. Lệnh bài ư? Bây giờ ta đã đổi ý rồi. Cáo trạng ở tứ môn học có muốn rút hay không thì tùy ngươi, ta không sao cả. Nhưng mà ngươi phải làm một chuyện cho ta để bù đắp cho việc vu oan ta. Ta chỉ là một nội quan lén lút xuất cung thì có thể làm gì cho ngươi được chứ? Cho ta mượn lệnh bài của ngươi. Lệnh bài? Ý ngươi là lệnh bài trong cung sao? Không sai. Không phải ngươi muốn lấy lệnh bài của ta để trà trộn vào trong cung chứ? Chuyện này ngươi không cần lo. Biết nhiều thì không tốt cho ngươi đâu. Ngươi chỉ cần đưa lệnh bài cho ta thì chúng ta sẽ hết nợ. Thế nào? Hoàng cung là chỗ nào chứ? Không phải là nơi ngươi muốn vào là vào được. Ngươi có mấy cái mạng chứ? Sống hay chết thì cũng không cần ngươi lo, không liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ cần cho ta mượn lệnh bài là được. Không được, chuyện này ta không thể giúp ngươi được. Giúp hay không, không phải ngươi quyết định là được. Ngươi xem thử, đây là gì? Tránh ra, mau tránh ra, tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Hỏng rồi, hỏng rồi. Lần này hỏng mất rồi. Phải làm sao đây? Đi, buông ta ra, đi mau. Qua đây. Lục soát. Có gặp người này không? Không. Là người báo quan hả? Phải. Người đâu? Vẫn còn ở trên lầu. Mau dẫn đường đi. Được. Mau, đừng để hắn chạy mất. Bên này. Đa tạ Lang Quân bỏ qua hiểm khích trước đó mà ra tay cứu giúp. Không cần cảm ơn đâu. Mau đưa lệnh bài cho ta thì ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây bình an. Thế nào, vụ trao đổi này không lỗ chứ? Trao đổi này không lỗ, nhưng lần đó ta phải nằm trong quan tài để xuất cung, vốn dĩ không đem lệnh bài theo. Bên này, bên này. Không cho mượn phải không? Vậy không thể trách ta rồi. Ngươi làm gì thế? Còn làm gì được nữa? Dẫn ngươi đi báo quan. Được rồi, được rồi. Cho ngươi mượn lệnh bài là được chứ gì. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đưa đây. Lệnh bài được biểu muội ta giữ. Ngươi chú ta ra ngoài thì ta dẫn đường đi lấy. Chia ra tìm, lục soát cho kỹ từng căn phòng cho ta. Vâng. Được. Ta tạm tin ngươi một lần. Ngươi làm gì thế? Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau cởi đồ ra đi. Ngươi bảo ta cởi đồ sao? Đều là đàn ông, có gì đâu mà ngại chứ. Ngươi đừng cởi đồ nữa. Chúng ta đổi đồ với nhau. Ta mặc đồ của ngươi, dẫn dụ quan binh đi. Ngươi mặc đồ của ta, đóng giả ta rời khỏi chỗ này. Ta không cần ngươi cầm đi đi. Ta không muốn đổi đồ với ngươi. Không có. Bên đó còn một căn phòng nữa. Lục soát. Mau cởi đi. Ngươi đừng qua đây, đừng qua đây. Ngươi tránh ra, tránh ra. Ta không cởi, không cởi. Ta sẽ không cởi đâu. Ngươi cứ để bọn họ bắt ta đi là được rồi.
mở cửa ra. Người phiền phức thật. Đuổi theo cho ta. Đứng lại, đuổi theo cho ta. Tránh ra. Đuổi theo. Mau đuổi theo. Đa tạ Lăng Quân bỏ qua hiềm khích trước đây mà ra tay cứu giúp. Cô là Ngọc Nhi. Rốt cuộc ngươi là ai? Là nam hay là nữ? Ta có thể cứu ngươi thì ta cũng có thể bắt ngươi đi báo quan. Chúng ta đến nhà môn nói cho rõ ràng. Không phải người xấu. Chuyện này nói ra dài lắm. Có thể cho ta đổi chỗ khác rồi từ từ giải thích không? Ngọc Nhi không có ý lừa dối Bùi Lăng Quân, sở dĩ giấu thân phận là chắc chắn có nỗi khổ bất đắc dĩ. Xin Bùi Lăng Quân lượng thứ. Y quan trên lệnh truy nã đó, rốt cuộc có phải là cô không? Là ta. Ta chính là y quan Tiểu Đậu Tử mà lệnh truy nã đang tìm, cũng là dân nữ Ngọc Nhi mà Bùi Lăng Quân biết. Rốt cuộc ai mới là cô thật sự? Ngọc Nhi vì một số nỗi khổ bất đắc dĩ mà từ nhỏ phải giả thành nam nhân, lấy thân phận là y quan, lớn lên trong cung. Chỉ hy vọng có một ngày có thể trốn khỏi hoàng cung, không cần cải trang nam nhân, có thể mặc váy, cài châm, trang điểm nhẹ nhàng, sống một cuộc sống bình thường như những cô gái khác vậy. Cho nên hôm đó ta giả thành thi thể, mượn quan tài trốn khỏi hoàng cung. Chuyện sau đó Bùi Lăng Quân cũng đã biết cả rồi. Vốn tưởng rằng trốn khỏi hoàng cung thì ta có thể sống vô lo vô nghĩ, không ngờ nội thị viện lại phát hiện ta trốn khỏi cung sớm như vậy, còn huy động người đi truy bắt ta. Vậy cha và mẹ cô tại sao lại để cô cải trang vào cung khi tuổi còn nhỏ như vậy chứ? Nguy hiểm lắm. Mẹ ta là người mẹ tốt nhất trên thế gian này. Nếu mẹ vẫn còn sống thì ta nhất định sẽ là một cô gái vô lo vô nghĩ và hạnh phúc nhất trần đời. Còn về cha ta, cha là người bạc tình, chỉ xem ta là của nợ. Có thể khiến cha ta không nhìn thấy ta thì xem như ta đã tận hiếu rồi. Nhưng tại sao mẹ cô không nhờ vả bạn bè thân thích chăm sóc cô? Mẹ ta có một bảo bối hiếm có, bị người xấu nhìn trúng. Người đó muốn chiếm đoạt nó, cho nên mới muốn hãm hại mẹ và ta. Mẹ bị người ta hãm hại, còn ta được người tốt cứu. Trải qua thập tử nhất sinh mới sống được ở Bất Lục Viện.
Bùi Lang Quân nhất định sẽ cảm thấy là không thể nào. Nhưng bất lục viện đối với ta mà nói thực sự là sự bảo vệ tốt nhất, giúp ta sống bình an biết bao năm qua. Ta đoán kẻ thù của cô chắc chắn có quyền lực rất lớn, cho nên cô thả mạo hiểm trốn ở một nơi như bất lục viện. Nếu như biểu huynh là giả, vậy chuyện cô có người trong mộng cũng là lừa ta sao? Ngọc Nhi chỉ muốn che giấu thân phận mà bình an sống qua ngày, không có hứng thú với việc gả vào hào môn. Nhưng mà nói ra chuyện này không ai tin cả, cho nên mới nói dối Bùi Lang Quân. Nếu như cô đã trốn ra khỏi cung, thì tại sao lại giả trang thành bộ dạng của y quan đi nghênh ngang khắp nơi chứ? Hôm nay ta mặc lại đồ y quan cũng là bất đắc dĩ, vì muốn trốn tránh cố nhân, che giấu thân phận. Những gì Ngọc Nhi có thể nói chỉ có bấy nhiêu thôi. Lỡ như hôm nào thân phận của ta bị lộ, người biết được chân tướng có thể bị ta làm liên lụy. Cả huynh cũng vậy, biết được càng nhiều thì càng nguy hiểm. Vì muốn giúp ta trốn khỏi hoàng cung mà người bạn tốt nhất Tiểu Thuận Tử của ta bị nhốt vào dịch đình, không biết nghĩa phụ đã cứu huynh ấy ra được chưa. Bây giờ ta lại bị truy nã khắp nơi, chắc nghĩa phụ cũng đã bị liên lụy. Bùi Lang Quân đã giúp đỡ nhiều lần, Ngọc Nhi vô cùng biết ơn, không biết lấy gì báo đáp. Nhưng xin Bùi Lang Quân yên tâm, ta sẽ sớm đến tứ môn học rút lại cáo trạng, tuyệt đối không được. Tại sao? Bây giờ cả thành Trường An dán đầy cáo thị truy bắt cô. Mặc dù bây giờ cô đang trong bộ dạng của nữ nhân, nhưng vẫn còn giống mấy phần với trong tranh. Cô tuyệt đối phải cẩn thận, không được sơ suất. Đừng đi đến tứ môn học, nơi đó dễ bị lộ diện. Bởi vì ta không biết lúc nào sẽ bị bắt đi, cho nên mới phải rút lại cáo trạng sớm. Nếu không một ngày nào đó Ngọc Nhi biến mất, thì không phải Bùi Lang Quân thật sự trở thành có nỗi khổ khó nói, có nỗi oan cũng không biết trách ở đâu sao? Ta không muốn là người xấu vu oan cho người tốt. An Nhi, cô quay về rồi thì tốt, tôi đang lo đây này. Xảy ra chuyện lớn rồi. Bùi Lang Quân, trưởng quầy A Nghê không cần lo sợ. Ta đã biết Ngọc Nhi cô nương chính là tiểu đậu tử được dán trên lệnh truy nã rồi. Lúc nãy ta đã nghe nói đầu đuôi mọi việc. Sinh tồn khó khăn, mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình. Bí mật của Ngọc Nhi cô nương Bùi Mỗ nhất định sẽ giữ kín. Ta vẫn còn chuyện muốn hỏi Ngọc Nhi, mong Bùi Lang Quân hiểu cho. Cô đã nói gì với huynh ấy vậy? Cô không nói mẹ cô là ai chứ? Nghĩa phụ từng nói, chuyện này tuyệt đối không thể nhắc với người ngoài. Người biết được chân tướng đều sẽ bị ta làm cho liên lụy. Thân phận thật sự của cô tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Người biết được chuyện này càng ít thì cô càng được an toàn. Nhưng chuyện cô là đậu y quan, sao huynh ấy lại biết vậy? Huynh ấy đến chắc là muốn nói chuyện rút đơn cáo trạng. Vừa hay nhìn thấy ta mặc đồ y quan đi vào, thế nên đã bị lộ. Xem ra sau này chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn mới được. Lúc nãy suýt chút nữa bị cô mẫu của cô nhìn thấy, vừa rồi lại bị Bùi Lang Quân phát hiện thân phận thật của cô. Các con đường bên ngoài còn là cáo thị truy nã cô. Tôi thật sự rất lo. A Nghi, cô đừng lo lắng quá. Sau này ta sẽ càng cẩn thận hơn. Bùi Lang Quân, mời ngồi, ta đi pha trà. Ngọc Nhi vừa nãy vẫn chưa nói lời cảm ơn Lang Quân. Đa tạ huynh đã giúp ta thoát hiểm. Sau này nếu có cơ hội, Ngọc Nhi dù có thịt nát xương tan cũng nhất định báo đáp. Sau này báo đáp. Vậy lệnh bài đâu? Không phải cô lại muốn nuốt lời chứ? Không phải ta muốn nuốt lời. Vừa nãy chỉ vì ta nóng lòng muốn thoát hiểm nên mới nói dối huynh. Lần này ta trốn ra khỏi hoàng cung, căn bản không định quay về, cho nên không mang lệnh bài ra. Dám hỏi Bùi Lang Quân, tại sao lại muốn mạo hiểm vào cung vậy?
Ta muốn gặp một người. Ta quen không ít người ở trong cung. Không biết huynh muốn gặp ai. Nói ra có lẽ ta còn có thể giúp được. Nếu cô đã trốn ra khỏi cung, dĩ nhiên sẽ không quay lại nữa. Nói ra cũng vô ích. Không, ta định quay lại hoàng cung. Cô muốn quay lại hoàng cung? Nếu nô tỳ ở trong cung nghĩ quẩn, chuyện đi tự sát ở trong cung rất hay xảy ra. Những chuyện này lại là đại kỵ trong cung. Vì vậy, bây giờ chỉ cần có người biến mất, nội thị viện nhất định sẽ phái người ở trong cung âm thầm tìm kiếm khắp nơi. Tuyệt đối sẽ không huyên náo khắp thành. Này ta mới biến mất mấy ngày, trong cung đã hạ lệnh bắt ta. Có thể thấy sự việc không hề đơn giản. Ta không sợ cái khác, ta chỉ lo lắng nghĩa phụ và tiểu thuận tử sẽ bị liên lụy. Ta nghĩ rồi, không thể để hai người họ thay ta chịu khổ. Ta muốn về cung. Không được, tuyệt đối không được. An Nghê nói đúng. Bây giờ trong cung đang dán thông báo truy nã cô. Cô về chính là tự chui đầu vào sọ. Không những không cứu được người khác mà còn tự đi nộp mạng vô ích. Ta nói về cung cũng không phải lập tức về ngay. Ta sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng, không tùy tiện hành động đâu. Bùi Lang Quân vẫn chưa nói cho ta biết huynh vào cung rốt cuộc là muốn gặp ai. Thôi bỏ đi. Ta nói ra, cô cũng không giúp được ta. Huynh đừng xem thường ta. Nói ra nghe xem, có thể ta sẽ có cách. Bùi Lang Quân cứ nói đừng ngại. Ta và Ngọc Nhi tuy là nữ nhi nhưng cũng hiểu đạo lý có ơn tất báo. Huynh không quản an nguy của bản thân mà muốn vào cung, nhất định là đã xảy ra đại sự. Tuy bọn ta không giúp được gì, nhưng nhất định sẽ giữ bí mật cho huynh. Nếu huynh không nói, cho dù ta muốn giúp huynh cũng không thể giúp được. Người ta muốn gặp là Thái tử. Thái tử, sự việc trọng đại, thứ lỗi cho ta không thể nói chi tiết. Nhưng Bùi mỗ thề, chứng cứ vô cùng xác thực, Thái tử sắp gặp nạn. Tuyệt đối không phải nói quá. Béo à, ta đi nhà xí một chút. Nhanh lên đấy. Sao ngài lại đến nữa vậy? Ta nói này tôn nội thị, coi như ngài dù lòng thương đi. Phía trên đã dặn dò rồi, cho dù ngài đứng đây đến khi trời tối thì cũng không thể gặp được tiểu thuận tử. Vậy thì phiền ngươi mang chỗ đồ ăn này vào trong cho cậu ấy. Đa tạ huynh đệ. Được được, về, về đi. Ăn cơm đi này. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Ta nói cho ngươi biết, không ai đến thăm ngươi đâu.
Sư phụ, không hay rồi, trong cung đang lan truyền tiểu đội tử chạy ra ngoài cung, nói linh tinh. Thật đấy, chắc đại gia đã báo lên nội thị viện rồi, bây giờ khắp Trường An đều đang truy nã cậu ta. Sư phụ, xảy ra chuyện lớn rồi. Còn nghe nội quan trong cung nói, khắp nơi ngoài cung đã dán đầy lệnh truy nã tiểu động tử. Cái gì? Tiểu phúc tử, tiểu động tử không phải thật sự đã trốn ra ngoài cung rồi chứ? Không có chuyện đó, không được nói lung tung. Tiểu động tử và tiểu thuận tử quan hệ tốt như vậy, bây giờ tiểu động tử biến mất rồi, tiểu thuận tử cũng bị bắt. Dịch đình chậm chạp không chịu thả người. Tin tức tiểu đậu tử trốn ra khỏi cung không phải chính là tiểu thuận tử nói ra chứ? Tiểu đậu tử không trốn ra khỏi cung, tiểu thuận tử cũng không thể nào là người như thế. Nếu như con có thể thuận lợi ra khỏi thành thì để lại một ký hiệu ở bên ngoài cửa thành để nghĩa phụ yên tâm. Con nhớ rồi. Tiểu đậu tử, bao nhiêu ngày rồi, con cũng nên ra khỏi thành rồi chứ? Chắc cầm lương quá thâm hiểm rồi, ta thật sự sợ con gặp nguy hiểm. Ngày mai là ngày ta có thể xuất cung mua sắm, vẫn nên xác nhận lại, nếu không trong lòng không yên tâm được. Lưu Ly, cô làm sao thế? Ta mơ thấy ác mộng. A Nghê, cô biết ngày mai là ngày mùng mấy không? Mùng năm. Làm sao thế? Không sao. Mấy ngày tới cô cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng đi đâu hết, nghe thấy chưa? Hôm nay chỉ canh chừng Lưu Ly không cách nào phân thân ra được. Ngày mai phải tìm cơ hội đem chuyện hôm nay nói với ông chủ, để ông ấy nghĩ cách, không được để loạn lên. Sư phụ, Ngụy Lâm cầu kiến. Sớm thế à? Cho hắn ta vào. Vâng. Nô tài Ngụy Lâm thỉnh an chắc đại gia. Tôn Đức Thành mấy ngày nay làm gì? Bẩm chắc đại gia, mấy ngày nay Tôn Đức Thành bận rộn chạy vạy ở dịch đình, ngay cả mặt của tiểu thuận tử cũng không gặp được, đã sắp tức phát bệnh rồi. Chuyện tiểu đậu tử bị truy nã, ắt hẳn ông ta cũng đã biết rồi. Biết rõ rồi ạ. Nô tài chính là vì chuyện này mà đến. Theo thường lệ, hôm nay là ngày mà Bất Lục Viện xuất cung mua đồ. Nô tài đoán rằng nếu tiểu đậu tử thật sự chạy ra ngoài cung, thì Tôn Đức Thành lần này nhất định sẽ tìm cơ hội để gặp cậu ta. Ngụy Lâm, ta rất thích sự lanh lợi của ngươi. Tạ ơn chắc đại gia khen ngợi. Nhưng mấy hôm nay Tôn Đức Thành
đã nhận ra nô tài theo dõi ông ta. Với lại không có sự sai bảo của ông ta, nô tài không ra khỏi cung được, không có cách nào tiếp tục theo dõi ông ta. Cho nên đến xin lệnh của Trác đại gia, nô tài nên làm thế nào đây? Thất nương, vậy ngươi đi theo dõi Tôn Đức Thành. Vâng, phải chú ý một chút, đừng có làm hỏng chuyện của ta. Nô tài cáo lui. Có chuột, có chuột. Có chuột, có chuột. Chuột ở đâu? Có chuột, trong phòng, trong phòng. Cô đi tìm đi. Tìm cho kỹ nhé. Nhìn thấy chưa? Cô tìm cho kỹ, ở dưới gầm giường ấy. Ra đây. Ở đây cũng không có. Lưu Ly. Lưu Ly. Đồ chơi đây. Xem đi. À Nghi, Ngọc Nhi có ở nhà không? Ta muốn nghe ngóng từ cô ấy một chút chuyện trong cung. Không biết cô ấy chạy đi đâu rồi. Ta đang tìm đây. Khắp nơi bên ngoài đều là lệnh truy nã cô ấy. Cô ấy ra ngoài làm gì? À Nghi, cô biết ngày mai là mùng mấy không? Mùng năm. Làm sao thế? Không sao. Không hay rồi. Nhất định là cô ấy đi gặp Tôn Nội Thị rồi. Nghĩa phụ của Ngọc Nhi. Đúng, Ngọc Nhi từng nói mùng năm mỗi tháng là ngày mà Bất Lộc Diện xuất cung mua đồ. Cô ấy lo lắng Tôn Nội Thị bị cô ấy làm liên lụy. Nhất định là đi gặp ông ấy rồi. Bọn họ sẽ gặp nhau ở đâu? Cổng thành. Ngọc Nhi từng nói Tôn Nội Thị từng dặn cô ấy, nếu cô ấy có thể an toàn rời khỏi Trường An, nhất định phải lưu lại ký hiệu ở bên ngoài cổng thành để ông ấy yên tâm. Được, ta đi tìm cô ấy. Ta cũng đi. Cải trắng tươi ngon đây. Bánh bao nóng đây. Rượu ngon nhà tự ủ đây. Xem đi nào. Sao lại là hắn chứ? Ngày nào cũng theo A Nghê. Không được, ta phải đi xem. Người tiếp theo. Ở đây nhiều người như vậy, phải tìm thế nào đây? Đi theo ta. Đi bên này.
Bánh nướng đây. Bánh nướng vừa mới ra lò đây. Vừa mới làm xong đừng vội. Từng người một. Tao nhớ ra rồi, trước khi Ngọc Nhi đi có đội chiếc mũ có mạng che mặt, chúng ta phải tìm người đội mũ có mạng che mặt. Ngọc Nhi. Nguy rồi. Cất nương tỉ tỉ. Ta này. Cậu là Tào Ngũ, đúng. Cất nương tỉ tỉ, đúng là tỉ rồi. Mấy năm không gặp mà cậu đã cao như vậy rồi. Đúng, chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi. Tỉ còn nhớ không? Lúc còn nhỏ chúng ta thân nhau nhất đấy. Tỉ còn hay đến nhà ta chơi, ta đương nhiên là nhớ rồi. Tỉ tỉ, không dễ gì tỉ mới được xuất cung. Không đến nhà ta ngồi chơi mà ở đây làm gì vậy? Tỷ tỷ. Quan gia, ta tìm thấy đậu y quan rồi. Đậu y quan gì vậy? Chính là hắn. Đậu y quan của Bất Lộc Viện. Ngươi nhìn rõ chứ? Chắc chắn là đúng. Ta là nô tỳ của Thượng Phục Cục. Ta biết hắn. Đi. Ngọc Nhi đừng sợ. Là ta. Người đội cái mũ có mạng che mặt chính là hắn. Bọn họ là một hội đấy. Bắt lại đi. Mấy người làm gì vậy hả? Buông ra, ngoan ngoãn chút đi. Ta là người của Bất Lộc Viện, nghĩa phụ. Tôn nội thị, đậu y quan ở đâu hả? Làm sao ta biết được nó ở đâu? Người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Tôn nội thị, nếu ngài không nói đậu y quan đang ở đâu, vậy thì xin lỗi nhé. Ta chỉ có thể đưa ngài về cung. Ngài tự mình đi giải thích với Phan phó tổng quản đi. Ta đi. Thả ta ra. Xin lỗi Ngọc Nhi. An Nghi,
Cô ấy đang khó chịu. Cứ để cô ấy một mình bình tĩnh lại đi. Vừa nãy may mà có Bùi Lăng Quân ra tay cứu giúp, Ngọc Nhi mới có thể hóa nguy thành an. A Nghê thay Ngọc Nhi cảm ơn Bùi Lăng Quân. Trưởng quầy, A Nghê nặng lời rồi. Ngọc Nhi, cô định làm gì vậy? Ta phải về cung tự thú. Vớ vẩn. Không được đi. Cô cứ ngoan ngoãn ở lại đây. Đợi sau này mọi chuyện lắng xuống rồi, chủ tiệm sẽ nghĩ cách đưa cô rời khỏi Trường An. Không được, ta nhất định phải quay về. Vì ta hết Tiểu Thuận Tử bị bắt, nay lại đến Nghĩa Phụ bị bắt. Sao ta có thể yên ổn ở đây chứ? Ta không thể để bọn họ chịu khổ thay ta. Ta phải về cung cứu họ. Giờ mọi chuyện đã loạn lên như vậy, cô quay về cũng chỉ công cốc. Không cứu nổi họ, lại còn đẩy mình vào nguy hiểm. Dù vậy ta cũng phải quay về. Họ là người thân thiết nhất với ta. Ta không thể bỏ mặc họ được. Ngọc Nhi, cô ấy, ta đã điểm huyệt đạo của cô ấy rồi. Qua mấy canh giờ nữa sẽ tỉnh. Cô hãy chăm sóc cho cô ấy, đừng để cô ấy chạy lung tung nữa. Mau cởi đi chứ. Đừng qua đây, đừng qua đây. Tránh ra, tránh ra. Ta làm sao thế này? Ta lại đi lo lắng cho một nha đầu tinh danh bí ẩn đó. A Nghê, ta biết cô lo lắng. Ta về cung sẽ gặp nguy hiểm. Lưu Ly đành phải phụ tấm lòng của cô rồi. Lưu Ly. Lưu Ly. A Nghê, an nguy của Nghĩa Phụ do ta gây ra. Dù thế nào, ta cũng bắt buộc phải về cung, gánh vác những gì mà ta nên gánh vác, đối mặt với những gì mà ta nên đối mặt. Nếu để Nghĩa Phụ phải chịu nỗi khổ này thay ta, thì dù có sống ngoài cung mênh mông rộng lớn, trái tim ta cũng không thể nào tự do an yên được. Cứu phụ thương Lưu Ly nhất, giúp con sau khi xuất cung một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Con không nhẫn tâm từ biệt trực tiếp với cứu phụ.
chỉ có thể chắp tay cúi đầu, thể hiện lòng hiếu thuận. Mong người hãy tha thứ cho Lưu Ly không tử mà biệt, cũng đừng lo lắng thấp thỏm vì con. Cuối cùng, xin A Nghê hãy chuyển lời cho Bùi Hành Kiệm giúp ta. Ta biết rõ điều huynh ấy muốn làm vô cùng quan trọng. Lần này về cung vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, ta sẽ cố gắng hết sức truyền tin tức cho Thái tử. Giữ gìn sức khỏe, Lưu Ly ký bút. Bùi Lang Quân, có phải Ngọc Nhi xảy ra chuyện rồi không? Cô ấy vẫn không yên tâm về nghĩa phụ của mình, cho nên đã về cung rồi. Cô ấy để lại thư bảo ta chuyển lời tới huynh, lần này về cung nếu có cơ hội, quý nhất định sẽ nghĩ cách giúp huynh đưa tin đến thái tử. Trời vẫn còn sớm, biết đâu Ngọc Nhi vẫn chưa vào cung, chúng ta đi ngăn cô ấy. Ta là y quan của Bất Lục Viện, ra ngoài làm việc nhưng lại làm mất lệnh bài rồi. Bây giờ đang vội về cung phụng mệnh, xin hai vị hãy châm chức cho ta. Không có lệnh bài không ai được vào. Vậy có thể nhờ hai vị giúp ta chuyển lời một chút được không? Ta muốn gặp Phó Tổng quản của Nội thị Viện Phan Tần Hải, liên quan đến tôn nội thị của Bất Lục Viện Công Đức Thành. Ta có việc quan trọng cần làm sáng tỏ với ngài ấy. Phan Phó Tổng quản là người ngươi muốn gặp là gặp được à? Đừng có ở đây gây chuyện nữa, đi mau đi, đi đi. Hình như vừa nãy hắn nói đến Tôn Đức Thành của Bất Lục Viện. Ta cũng nghe phong thanh Tôn Đức Thành xảy ra chuyện rồi. Các người nhìn rõ đây. Ta chính là động y quan được vẽ trên lệnh truy nã này. Giờ các người có thể dẫn ta vào gặp Phan Nội Thị rồi chứ? Là hắn. Tôn Nội Thị, ông cả đêm ở Dịch Đình, đã nhớ ra tung tích của tiểu động tử chưa? Phan Nội Thị, dù ngài có hỏi thế nào, ta vẫn chỉ có một câu đó. Mấy ngày nay, tất cả người của Bất Lục Viện đều không gặp động y quan. Ta cũng đã đích thân dẫn theo người lật tung Bất Lục Viện, tìm hết mấy lần. Những nơi có thể đều không thấy bóng dáng của động y quan đâu. Tôn Đức Thành, ông cũng cố chấp thật đấy. Hôm nay ta nhất định phải cậy được cái mồm ông. Động y quan sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Người đâu, áp giải ông ta xuống. Ta phải để ông ta nếm thử thủ đoạn thẩm vấn của Dịch Đình. Bẩm Phan Nội Thị, vừa rồi có thị vệ canh gác ở cửa cung đưa đậu y quan về đây, nói hắn tự xé lệnh truy nã, khăng khăng muốn gặp ngài, nói là có chuyện quan trọng cần phải nói với ngài, đưa hắn vào đây. Vâng.